Trường Đại học Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học thuộc Trường Đại học Kiên Giang. Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn đã công bố quyết định về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho 5 ngành trình độ đại học của Trường Đại học Kiên Giang, gồm ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ thông tin, kế toán, ngôn ngữ Anh và ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng. 5 ngành được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tỷ lệ số tiêu chí đạt yêu cầu 84%. Riêng ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng, ngôn ngữ Anh và kế toán đạt 86%. Các quyết định có giá trị đến năm 2027. Trường Đại học Kiên Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đối với 5 chương trình đào tạo trình độ đại học là vinh dự, cũng là động lực thúc đẩy nhà trường không ngừng phấn đấu nỗ lực hơn nữa. Thời gian tới, trường tiếp tục hoàn thiện khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường với xã hội, hướng tới 100% các ngành đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.